Theo hãng tin Sputnik, một nữ sinh 12 tuổi đã dùng súng bắn bị thương 5 người, trong đó một người đang trong tình trạng nguy kịch tại một trường học ở bang California, Mỹ. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 1 tháng 2 tại trường trung học San Castro, gần trung tâm thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Theo thông tin ban đầu, hung thủ là một nữ sinh 12 tuổi của trường và đã nổ súng bắn trọng thương một nam sinh và nữ sinh 15 tuổi. Giám đốc văn phòng báo chí của cơ quan phòng cháy chữa cháy Los Angeles phát biểu trong một cuộc họp báo rằng tổng cộng đã có 5 người bị thương trong vụ việc. Chúng tôi có một nam thiếu niên 15 tuổi bị đạn bắn trúng đầu, lúc trước đã trong tình trạng nguy kịch nhưng nay đã ổn định trở lại. Theo một sĩ quan cảnh sát, hiện hung thủ đã bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn. Hung khí được sử dụng là một loại súng bán tự động và các nhà chức trách hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. We did.